đấy.
swimming.
đẹp trai này mà dưa sống ở đây với cả này nhá. Vâng. Cân này. Cân 10.000 quá. Dạ cô ăn thử đi. Nó như cái dưa chuột. Cô ăn thử miếng đi. Bố bé chứ bố to ai ăn được. Đây cháu bổ nhỏ ra mà. Bổ nhỏ ra xin ăn. Sáng, cái này sáng nay cháu mới vặn. Những quả này cũng thế à? Vâng. Một loại, một loại à? Vâng, một loại cả. Cái này chín. Chín là tiền đấy. Rồi đã chị cô dưới này á. Mềm là ngon này. Nhưng mà bọn nó hay là bọn nó tầm cắn nhỉ hay nhỉ? Bọn này chín không chị? Chín chưa? Đây bọn này chín này. Ui, bọn này con gì? Đây cứ chọn. Mua dưa này, dưa ngon này. Hai quả hả? Thế để em mượn cân nhá. Em mượn cân. Cô chọn đi cô. 10.000 một cân cô ạ. Cô lấy quả vàng này á? À đây thì đây để cháu mượn cân. Cô ơi cho cháu mượn cái cân, cháu cân dưa nhá. Không, cháu nếu mà cháu cúng thế thì cháu là cái này thì cháu cái này nó. À cháu đồ cốc này, nhả cái túi đó. 1 cân 2, cháu lấy 1 cân là 10.000 cô ạ. Thế thì bảo 10.000. Vâng, nó chuẩn trên núi, nó trồng cũng không có ra. Đấy, cứ trồng ra đấy thì đủ cỏ đấy mà. Đây nhá, mua tớ kẹt trái này là mua khuôn kẹt trái nhá. Đó, để trái được. Ờ, đấy nhá. Có theo à? Vâng, rau đi rừng. Nó đi giết muội. Nhiều nhỉ, 1 rưỡi, 5.000. Có túi chưa, không có túi. Có túi rồi cô ạ, có túi nè. À của chị nhỉ, 15.000. Cô lấy đi cô. Được cái nó sạch cô ạ. Ăn thử đi con. Con cháu bổ một quả cái trời từ cháu sắp này ra ra ngoài là cháu bổ ra cho con ăn thử. Cô ăn thử không lấy. Đây này.
bở đâu cô ạ. Ăn được không? Ăn được, quả chín ngon lắm. Bán cân bao nhiêu? Cân 10.000 đấy. Quả nào cũng ăn được. Ăn đi. Em phải chấm đường một nữa. Cho chấm đường. Nó bán này lên đấy em làm nhé. 25.000. Đó chị là chị thủ. Chị nha. Không ngon. Thế nào đâu? Mét mấy bé đi nhé. Anh ấy cho chị nhận. Không biết là chín bở ra mình cho lấn đường được không? Nhưng mà mỗi cái loại này là ngoài kia nó lấy bở. Lấy quả mềm đi bà. Quả chín là một cái quả to. Đúng lắm. Nô, biết không cái loại chín nó bở mà. Tròn quả chín bổ nó tròn 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 xanh màu. Quả này ngon này bác ạ. Nhưng mà cái chỗ này nó hơi sâu một tí thì mình gọt bỏ đi cho bán rẻ cho bà. Nhưng mà quả này là chín, quả này thơm lắm. Đấy, đúng rồi, bà chọn kéo đi. Không, quả bé thôi. Bà lấy quả bé ra. Bà chọn thêm đi. Bà chọn thêm đi. Thank you.
thôi, còn ít em bán 5.000 con kìa. Thế là đếm mấy nghìn con? 5.000 con bác ạ. Quả này màu như kiểu là quả màu quả sơn bì. Lấy ok, quay lại cái hồi môn một tí. To mà. Đấy là nó sâu ở trong lắm, nó cũng thối lắm, nó vào ở trong rồi. Vâng. Cả bao nhiêu
Ôi, thì nó bán hết rồi. Rồi, cháu chào bác nhé, cháu đi về trước đây. Sao không có? Hàng này hàng tổng hợp có hết chứ. Cái này mua cái tủ đâu về này. Bộ này nó sạch hơn nhỉ. Cái này mát hơn á. Cái này bao tiền đấy? 6 có mạng luôn không phải không? Con trong nó ôm tiền vào Sài Gòn, được một trai một gái về đến nhà đây. Ôi, Nick ơi, ở nhà không được lùa gà đâu nhá, thấy chưa? Thì anh nuôi anh còn làm giống ít nữa nó còn đẻ trứng ra đấy, nó đẻ trứng ra nó còn sinh sản ra đấy, không được lùa gà đâu biết chưa? Ừ? Lùa gà là anh hư là anh đánh vào đít đi nhá. Thôi, nằm đây để anh đi mở cửa anh lấy cơm cho mà ăn.